khi nào chim sắt bay hành trình phật giáo về phương tây tác giả ni sư aya khema người dịch diệu liên lý thu linh người đọc hướng dương pháp danh hạnh an Lời giới thiệu Thật may mắn cho chúng tôi được tiếp cận với những cuốn sách của Ni Sư Muôn vàng Đáng Kính, Aya Khema. Người bằng cuộc đời của mình đã là một minh chứng rõ ràng nhất cho đức tin vào Phật Pháp với các đệ tử Phật trên toàn thế giới. Ba cuốn sách ra mắt bạn đọc lần này gồm Vô Ngã Vô Ưu khi nào chim sắt bay ốc đảo tự thân trong đó vô ngã vô ưu là cuốn sách bán chạy nhất và được giải thưởng dành cho sách Phật giáo hay nhất do Christmas Humphreys Award bình chọn từ Berlin thành phố nơi tôi sinh ra đến trung tâm Buddha House ngôi nhà Phật ở Angol Nơi tôi đang trú ngụ rất xa. Thật ra khoảng cách không gian giữa hai nơi chỉ có 900 km, nhưng giữa hai khoảng cách đó là cả cuộc đời tôi. Năm 15 tuổi, tôi phải rời bỏ nước Đức ra đi vì tính mạng người Do Thái ở Đức luôn luôn bị đe dọa, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác. Giờ tôi đã 74 tuổi đời lại khoác trên người màu áo nâu quen thuộc của một sư cô phật giáo những dòng này được trích ra từ cuốn tự truyện cuốn sách cuối cùng của ni sư để lại trên cõi ta bà đầy khổ đau này cuộc đời của ni sư là những bài học vô cùng giá trị cho con đường đạo mà bà đã trải qua đầy trầm luân cũng như nhiều mầu nhiệm là một minh chứng cho sự di diệu của đạo pháp Xin hồi hướng những công đức xuất bản cuốn sách này đến giác linh của Ni Sư, mong góp một phần nhỏ ươm mầm những hạt giống bồ đề tâm cho nhiều thiện nam tín nữ trong xã hội hiện đại ngày nay. Xin cảm tạ sự nhiệt huyết và tấm lòng của dịch giả, Diệu Liên Lý Thu Linh và tủ sách Đạo Phật ngày nay đã giúp đỡ và cho phép chúng tôi sử dụng bản dịch tuyệt vời của bà cũng như sự ủng hộ của bà và các quý thầy trong suốt thời gian chúng tôi hoàn tất bộ sách này. Nếu không có sự giúp đỡ của bà, chắc hẳn chúng tôi không thể hoàn thành bản dịch đúng dịp Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc Vê Sắc được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội, Việt Nam tháng 5 năm 2008 xin trân trọng giới thiệu bộ sách này đến với quý tôn sư và quý độc giả nhiều thiện duyên công ty cổ phần sách thái hà lời bạc sau khi đạt được đạo giải thoát giác ngộ đức phật đã có nhiều năm truyền bá phật pháp ở miền bắc ấn độ đức phật đã khuyên các hàng đệ tử không nên chỉ nghe hành theo lời dạy của ngài dựa vào lòng tin mà phải suy tư về những lời dạy đó rồi khi thấy chúng hợp lý đúng thì phải đem những lời dạy đó ra thực hành vì thế những lời dạy của đức phật được truyền tụng vì chúng khiến người nghe thức tỉnh đem lại lợi ích trong cuộc sống của họ từ đó họ lại truyền tụng cho người khác qua thời gian phật giáo được lan truyền khắp châu á tuy nhiên những lời dạy quan trọng của đức phật không hạn chế ở một không gian địa lý nào vì những lời dạy đó có thể áp dụng cho toàn nhân loại những năm gần đây Người phương Tây có nhiều cơ hội tiếp xúc với truyền thống sống động của Phật giáo. Họ trở nên quan tâm đến Phật giáo, có người còn trở thành Phật tử. Một trong những người đó là Ni Sư Ayakema. E ở quyển sách này, Ni Sư trình bày lại những bài giảng trong một khóa tu thiền do Ni Sư hướng dẫn ở Canada dựa vào những kinh nghiệm tu luyện của chính bản thân những nỗ lực này thật đáng tán đồng. Tôi mong rằng qua những lời giảng dạy này, tất cả chúng sinh sẽ được bình an. Tenzin Gyatso, Đức Dalai Lama thứ 14. Lời người dịch. Lần nữa, nhờ sự gia hộ của ni sư Ayakama, tôi lại có đủ duyên lành để hoàn tất việc chuyển ra việc ngữ quyển When the Iron Angel Flies của Ni Sư. Bắt đầu dịch những trang đầu tiên của quyển When the Iron Angel Flies Khi nào chim sắt bay từ năm 2002 Nhiều lúc tôi tưởng chừng phải bỏ cuộc vì sự yếu kém của mình. Nhưng tôi đã cầu nguyện đến giác linh của Ni sư. Tôi đã nguyện sẽ cố hết sức mình để hoàn tất. Dù bản dịch này chắc chắn sẽ có nhiều sai sót. Chỉ mong rằng nó sẽ là viên gạch đầu cho những ai muốn sửa chữa, bổ sung để bản dịch được hoàn hảo hơn. Mong bạn đọc đón nhận bản dịch này với lòng từ bi hỷ xả. Xin hiểu rằng Mọi sai sót là do sự hiểu biết hạn hẹp của người dịch, hoàn toàn không liên quan đến trí tuệ uyên thâm của ni sư Ayakema. Cầu xin ni sư lượng thứ cho sự mạo muội này, mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý của các bậc tôn sư, các dịch giả uyên bác cũng như bạn đọc khắp nơi để quyển sách được hoàn thiện hơn trong những lần in sau xin tri ân sâu Sani -e Ayakema người đã để lại cho đời nhiều quyển sách về Phật giáo rất hữu ích nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh nguyện trọn thành Phật Đạo tháng 6 năm 2005 Diệu Liên, Lý Thu Linh Dẫn nhập Tựa quyển sách này được lấy ra từ một lời tiên tri của Bậc Thầy Liên Hoa Sinh, Padmasambhava, một nhà thông thái Ấn Độ, ở thế kỷ thứ 8 sau Công Nguyên, người đã du hành đến Tây Tạng để thiết lập nền tảng Phật giáo nguyên câu tiên tri như sau chừng nào chim sắt bay ngựa chạy trên bánh xe người tây tạng phải lang thang khắp cùng trái đất lúc đó phật pháp sẽ được truyền đến đất nước của người da đỏ đất của người da đỏ được xem là phương tây vì đối với người châu á da người phương tây đỏ hồng mã lực của xe hơi con chim sắt máy bay là một phần của đời sống chúng ta hôm nay và người dân tây tạng đúng là đã tản mát khắp nơi trên thế giới các vị thầy phật giáo và những lời dạy của đức phật đã lan truyền từ những ngọn núi hùng vĩ của tây tạng từ những tu viện trong rừng ở myanmar thái lan sri lanka để hội nhập hòa hợp thăng hoa ở phương Tây, từ đó mang đến cho các tôn giáo phương Tây một nguồn sinh lực sức sống mới. Trước khi bắt đầu Trước khi bắt đầu, tôi muốn giải thích về nguồn gốc của các bài thuyết Pháp của Đức Phật. Ba tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, Parinibbana, kết tập đầu tiên của các vị A-la-hán, những vị đã đắc đạo được thành hình. Lúc đó các bài thuyết pháp của Đức Phật được phân loại và sắp xếp lại một cách hệ thống. Khi còn tại thế, Đức Phật thường thuyết giảng các đề tài tùy duyên, thường là để trả lời các câu hỏi. Lúc đó, các bài thuyết giảng của các tôn giáo đều được truyền giảng bằng miệng. Ở lần kết tập đầu tiên, Tôn giả Ananda, người đã làm thị giả cho Đức Phật trong 25 năm, đã tụng các kinh và ngài Upali đã truyền khẩu các giới luật cho Tăng Ni. Có khoảng 17.500 bài thuyết pháp của Đức Phật đã được lưu truyền bằng hình thức đó. Khoảng 100 năm sau, các vị A-la-hán lại được kết tập lần nữa vì có nhiều ý kiến rất khác nhau đặc biệt là về các giới luật nên đại chúng của các tăng già ni đã có khuynh hướng chia rẽ vì thế việc cần hoàn chỉnh tất cả các kinh luật của Đức Phật để có cơ sở dựa vào là điều thiết yếu 250 năm sau ngày Đức Phật diệt độ cuộc kết tập thứ ba của các vị a la hán lại được thiết lập lúc đó các vị đại đệ tử của đức phật là các ngài ananda một kiền liên xá lợi phất mỗi vị đều có một đệ tử còn sống dĩ nhiên các vị này đều đã hơn trăm tuổi nhưng sự có mặt của các vị là để chứng minh cho các kinh điển được truyền thừa ở thời điểm đó các kinh điển giới luật được viết bằng ký tự Sinhalaes. Trong Pali ngữ. Chú thích: Sinhalaes là một ngôn ngữ của nhóm dân tộc đông nhất ở Sri Lanka. Hết chú thích. Ngày nay chúng ta có thể đọc được tiếng Pali bằng việc sử dụng phiên âm La Mã. Lúc đó vua Ashoka, vị đại vương Phật giáo của Ấn Độ đã phái con là thầy Mahindra đến Sri Lanka để truyền bá Phật giáo. Vua Sri Lanka hoan hỷ đón nhận giáo lý mới mẻ này. Nhiều hàng quý tộc cũng trở thành tỳ kheo, bhikkhus. Các vị tỳ kheo đã đảm trách việc chuyển tàn kinh Pali sang chữ viết. Tiếng Pali gọi các kinh điển này là Tipitaka. Ti có nghĩa là ba, và Pitaka là giỏ. Tại sao gọi như thế cũng có lý do của nó. Nguyên cảo của kinh được viết trên lá bối, lá cây cọ, bằng những mũi dao găm nhọn như ngòi viết. Mực được tạo ra bằng những quả dâu được chà lên khắp mặt lá, sau đó được lau nhẹ, chỉ để lại màu trên những chữ đã được khắc sâu. Lá bối không đóng lại được thành sách mà phải mang trong những giỏ sách. Ba giỏ sách riêng biệt được sử dụng, một cho kinh, suttas, một cho giới luật, vinaya và một cho luận, abhidhamma. Kể từ đó, các vị tỳ kheo người Sri Lanka đã sao chép lại các bản chính trên lá bối cũng bằng cách trên, vì dần dần các lá cây bị khô nát việc làm đó đã tạo thành truyền thống lâu đời cũng như là niềm tự hào của các tỳ kheo sống trong các tu viện xây quanh tảng đá nơi thầy mahindra lần đầu tiên đến đây giảng pháp kinh điển luôn đi kèm với truyền khẩu vì đọc sách không thể nào giống với nghe giảng pháp từ các bậc thầy kinh điển do đó được truyền khẩu từ thời đức phật cho các vị thầy rồi đến đệ tử trải qua bao thăng trầm, bao biến động và vẫn còn tiếp tục như thế đến ngày nay. Để được lợi ích từ một buổi thuyết pháp, ta phải lắng nghe với cả tâm trí. Trí tư duy, tâm tin tưởng, dù có thể chưa hoàn toàn hiểu hết lời giảng, nhưng tâm trí kết hợp như thế sẽ giúp ta dễ nắm bắt được những ý nghĩa đằng sau của lời giảng lời nói rất trừu tượng có thể bị bóp méo tâm chúng ta giống như nhà ảo thuật có khả năng biến hóa việc này thành việc kia giáo lý của đức phật như một tấm bản đồ khổng lồ với bao nơi chốn và con đường dẫn ta đi từ nơi này đến nơi kia đây là món quà đặc biệt của đức phật dành cho tất cả những ai cần đến nó tuy nhiên vì chưa đi hết con đường, không ai có thể chắc rằng con đường còn ở phía trước đã được dạch ra đúng hướng. Trong trường hợp đó chỉ có một cách giải quyết duy nhất là rộng mở tâm trí mình để xem sự thật có được phơi bày ra không. Tâm phải có đủ lòng tin để bước tới, nếu không các chấp kiến, các quyết định đầy lý luận sẽ là vật cản đường. Giáo lý này đã được thực chứng qua các thế kỷ là một trong những báu vật mà nhân loại sở hữu các lời dạy của các bậc đạo sư có hiệu lực mạnh mẽ trong việc chuyển đổi từ đau khổ dukha đến hạnh phúc sukha qua cửa ngõ tâm trí đức phật khuyên chúng ta phải học lẫn hành với trí tuệ dẫn lối sự thực hành thực sự sẽ đưa ta đến đích Bài kinh các bạn sẽ nghe gọi là kinh Upanita, trích từ Samunita Nikaya, tương ưng bộ kinh Connected Discourse. Chỉ cho ta con đường đi từ những phiền não khổ đau hiện tại đến giải thoát. Chúng ta có thể làm được điều đó trong khóa tu thiện 7 ngày này không? Đức Phật nói chúng ta có thể làm được. Trong kinh Satipatthana Sutta, tứ niệm xứ về nền tảng chánh niệm Đức Phật đã nói rằng nếu hành giả thực hành chánh niệm trong 7 năm chắc chắn sẽ đạt được quả vị A-la-hán hay bất lai Anagami Đức Phật lại tiếp mà này không cần 7 năm chỉ cần 6 năm 4, 3, 2 hay chỉ 1 năm chỉ cần 11 tháng 10, 9, 8, bảy sáu năm bốn ba hai hay chỉ một tháng này chỉ cần bảy ngày dĩ nhiên đó là nếu chúng ta có được sự chánh niệm tuyệt đối có thể đạt được hoàn toàn giải thoát chỉ trong bảy ngày là điều khó có được nhưng để giảng về phương pháp thực hành trong khoảng thời gian đó lại là điều hoàn toàn có thể thực hiện được có câu chuyện kể rằng đức phật trong một lần đi với các tăng chúng trong rừng cầm một nắm lá trong tay ngài đã nói với các vị đệ tử lá trong rừng hay lá trong tay ta nhiều hơn các đệ tử phật bèn thưa Bạch Đức Thế Tôn, lá trong rừng phải nhiều hơn lá trong tay Thế Tôn. Đức Phật tiếp. Đúng thế, những điều ta giảng cho các ông so với những gì ta biết cũng giống như nắm lá trong tay ta. Nhưng thế cũng quá đủ để đạt được giác ngộ, giải thoát. Chúng ta có thể cảm nhận được tính chính xác của Tam Tạng Kinh khi tên tước hiệu của các vị đệ tử có mặt lúc Đức Phật giảng pháp đều được nhắc đến. Địa danh nơi giảng pháp cũng thường được mô tả và tên của các vị đệ tử được lặp đi lặp lại nhiều lần đến nỗi ta cảm thấy rất thân thuộc với họ. Nhiều bài kinh bắt đầu bằng chữ Eva me sutam có nghĩa là như tôi đã được nghe là lời mở đầu của ngài Ananda ở lần kết tập đầu tiên của các vị a la hán tiếp đến ngài ananda cho biết ông đã nghe bài giảng ở đâu những ai cũng có mặt lúc đó ngài làm thế để chứng tỏ tính chính xác của bài kinh được truyền lại nếu có gì vướng mắt các vị đệ tử khác có thể được tham vấn để xác minh các lời của ngài chúng ta biết ơn và sung sướng biết bao khi được là những người có mặt trên mặt đất này được có cơ hội nghe phật pháp giữa hơn năm tỷ người có mặt trên trái đất này đó đúng là kết quả của nghiệp lành chúng ta đã gieo trồng lòng biết ơn và hạnh phúc sẽ khiến ta mở lòng đón nhận phật pháp chỉ có tri thức không chưa đủ sự hành thiền sẽ đem đến cho ta những kinh nghiệm mà lúc nào cũng có liên hệ với tình cảm là đặc tính của trái tim đức phật đã là một vị thái tử đã sống trong nhung lụa nhưng ngài nhận thấy rằng những xa hoa những quyền lợi vật chất không đem đến hạnh phúc cho ngài điều đó cũng đúng trong cuộc sống của chúng ta hôm nay chúng ta có thể có bao nhiêu quyền lợi bao cao sang nhưng hạnh phúc vẫn không ở trong tầm tay đức phật đã nghĩ rằng chính những xa hoa vật chất cản trở ngài tìm đến sự thật ngài đã rời bỏ hoàng cung để sống đời khổ hạnh trong sáu năm nhưng điều đó cũng không giúp ngài tìm được chân lý sau khi đã tìm được con đường giác ngộ của riêng mình đức phật đã nói sự hưởng thụ thái quá hay sự khổ hạnh tột cùng đều không mang lại kết quả chỉ có trung đạo tránh xa hai thái cực trên là đem lại kết quả trung đạo luôn là con đường của sự đơn giản đem lại những thứ ta cần và chỉ có thế không có gì hơn trong các bài thuyết pháp của đức phật ta cũng nhận thấy sự giản đơn đó ít có các nghi lễ không giáo điều không ngụy trang bài kinh tôi đã chọn cho khóa tu thiền này cũng mang đầy đủ những yếu tố cần thiết cho con đường tâm linh cũng như trong những điều dạy của đức phật đó là một con đường chuyển hóa dần dần bắt đầu bằng những kinh nghiệm đời thường của chúng ta rồi dần hướng ta đến giải thoát đến sự tự do tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối